chào ngày mới tới tất cả anh chị bạn nhá. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nhá. Thì buổi sáng hôm nay em thường xin phép được giới thiệu và giao lưu với mọi người hai cốc cà te hàng Đông Đặc. Cục đây thì tí xíu rác thôi, còn đâu là gần như tinh lõi rồi. Đấy, vân thì rất là ok chị bạn ơi. Cục đây thì cũng chỉ còn một tí xíu rác mục mặt này thôi. Cục này là 59 cân, cục này là 76 cân. 76 78 em quên rồi, cân rồi ấy. Tôi tính 76 cân đi. Đấy, cục đây là có đường kính là 4 bụng là 45, cao được chiều cao phần thấp nhất là được 48 anh chị bạn nhé. Đo luôn cho các bác xem. Chiều cao thì em quên mất rồi. Đúng rồi, chiều cao được 48. Đấy, đây các bác nhìn này. Từ đây qua đây là 45 này. Và từ đằng sau này cũng thế này. Nói chung vân thì nó quá ok, hàng tinh lõi mà các bác nhìn. Tí xíu đã. Tí xíu đây. Hàng Đông Đặc luôn anh chị bạn nhé. Tiện đục đều ok anh chị bạn nhé. Tiện đục đều ok. Cũng có thể là xẻ chanh luôn. Vân đây. Rất là Đông Đặc luôn. Rồi cục thứ hai. Cục thứ hai đây là được 59 kg anh chị bạn nhé. 59 kg thì chiều cao phần thấp nhất đây chỗ em kê đây này. Nếu mà cắt bằng bạn này 70. Lên đây là 70 các bác nhé. Bụng đây từ ngang qua đây sang đến bên đây là được 46 này. Đấy. Chiều sâu là được 36 và trên đây là được 36. 36 chiều ngang. Còn chiều dày ở chỗ đây là được 26. Hàng nói chung bao Đông Đặc luôn. Cục đây thì một nửa lõi, một nửa là còn tí rác mục. Hai cục này là em bao Đông Đặc luôn cho anh chị bạn nhé. Đục tiện xẻ đều ok. Thì phần trên đầu đây, phần trên đầu em đo được tí lõi này không các bác nhé. Được 19 này. Đục lõi không nhé, đo được lõi không. Trên đầu 19, 12. Nói chung là đục tiện đều ok. Đấy, vân thì nói chung là quá đẹp. Với cho tí nước của nó lại khô bắt đầu. Đấy, cục đây nữa anh chị bạn này. Cục nào cũng đẹp luôn anh chị bạn nhé. Cục nào cũng bao chất luôn. Đục tiện. Xẻ chanh cũng đều ok. Đấy, em chỉ trà vậy thôi. Trà vậy thôi để cho các bác biết là vân nó ok rồi. Một cục 76 cân, một cục 59 cân. Tổng cộng là 176, 59, 135 cân các bác nhé. 135 cân hai cục này. Rất là đẹp luôn. Rồi cho bác xem cái đế này. Đế thì em bao Đông Đặc luôn anh chị bạn nhé. Vân thì cũng bao VIP luôn. Rồi cho bác xem cái đế cục này luôn nữa nhé. Đây, các bác nhìn được phần cái này tiện đục là đẹp lắm này. Đấy. Cũng Đông Đặc luôn này chị bạn. Em đo cái đế này cho các bác xem này. À, một chiều là được 33, một chiều đây được 34. Đấy, đế đấy, đế cục đây thì một chiều được 40, một chiều được 44. Vân quá đẹp, đục tiện đều VIP xẻ được. Dạ vâng, nếu anh chị bạn nào mà thiện chí thì cứ liên hệ em, số điện thoại là 0338918991 ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhé.